À, chào cô chú anh chị nha, em mới về một cái đầu nổ đầu nổ Ruby. Này mới về thì em xịt sơ bên ngoài cho nó sạch sạch tí để dễ xem. Về mình vệ sinh cho nó kỹ nha. Này mới lắm, mới tinh. Lọc cái bình xăng này, đúng rồi. Bình xăng này khác gì bình xăng mới đó mọi người, em thấy nó còn một ít xăng trong đó lắm. Đó, bình xăng VIP như mới luôn, như mới. Về bình xăng này nó khỏi còn vệ sinh luôn. Đây cái lưới này để bảo vệ gì đây? À, cái lưới này để bảo vệ cái chụp giật Rubin EH17. Ủa, mới tinh, mới lắm. Còn số series là một tiền lắm. Lóc này, lóc này em mới cái xịt sơ nha, chưa có vệ sinh kỹ đâu. Vệ sinh kỹ là thôi, mới tinh, lóc hoàn thiện. Bô đó đây. Đúng là mới như gì. Đâu rồi, khóa xanh chế Made in Japan. Này chưa vệ sinh được gì đâu. Công suất tối đa nó là máy này là EH17 là 6 ngựa này không? Lóc đi. Lóc xịt sơ thôi, chưa vệ sinh mà mới tinh à. Thật sự là rất là mới luôn. Cái đầu này để cho mọi người cái đầu này em để cho giờ tại vì nó thiếu cái nắp e nha mọi người. Nắp e bên này, cái loại này thì nó bán nhiều lắm nên là mình mua nó có dễ dàng, không có khó khăn. Dây giật ánh sáng giật ok nha. Giật ok. Cái dây giật này mới, con này chưa dọn nha. Đó, về sau em bán lại. Đó, này là em thấy thiếu cái nắp nắp e ngoài thôi. Này để cho 1.550.000 nha. Đó, giá rất là tốt. Có một cái, có cái đỏ hồng hồng chứ cũng phải đỏ. 1.550.000 không bao ship nha, mà làm cho mới tinh.